đứa, bây giờ anh và mấy đứa sẽ cùng nhau mở hộp Domino, là một trò cũng gần đây cũng khá là thì ngày xưa cũng khá là nổi tiếng. Nên là hôm nay anh sẽ giới thiệu cho mấy đứa cách chơi Domino. Đây, cách chơi Domino là các em sẽ lấy những cái khúc gỗ này ra này, đấy. Em xếp ra, rồi sau đó các em làm đổ nó. Đấy, trò chơi chỉ có đơn giản thôi. Ok, hiểu chưa? Thỏ vào mic hiểu chưa? Rồi. À, xin chào các tất cả các bạn. Mình và Minh và Thỏ hôm nay đã quay trở lại với video review đồ chơi. Hôm nay Minh và Thỏ sẽ review món đồ chơi Domino. Thì ngày xưa thì cái món này cũng khá là nổi rồi, nên là chắc cũng nhiều bạn cũng biết rồi chứ nhỉ. Nhưng mà những bạn nào mà vẫn chưa biết thì mình sẽ nói với các bạn nhá. Thì trò này là trò kiểu giải trí, và các bạn chỉ cần nếu như các bạn nào thích màu nào thì bạn lấy những khúc gỗ rồi ra, các bạn xếp thành một cái vòng tròn hoặc là vòng gì cũng được, các bạn có thể xếp tùy ý. Rồi sau đó sẽ làm cho nó, nếu như muốn làm cho nó đẹp hơn, các bạn sẽ làm đổ những cái khúc gỗ này đi thành cho nó đẹp vào. Đấy, ví dụ như là mình cho nó hình con mèo đi. Đấy, sau đó mình làm đổ hình trái tim đẹp ở đấy. Ok, như vậy mình cũng muốn đấy. Ok, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau mở Domino ra nhé các bạn. Đây, mình đã chuẩn bị hai túi cho hai bạn này chơi nhé các bạn. Hoặc có thể là cho cả ba người thôi. Thỏ lấy cái bộ đấy. Nào, em Minh hỗ trợ anh bốc bóc ra. Minh hỗ trợ Thỏ. Ui, lời nô rồi. Nhưng phải đi xếp hình đấy. Đấy. Nó cũng như là một cái mở đấy. Bây giờ ấy, mình đã mua một cái, mình này là mình mua một cái giới thiệu vậy. Mấy cái này không đủ. Tin xây dựng mà xây dựng. Đây. Bây giờ ấy, bạn Minh và bạn Thỏ sẽ làm mẫu cho các bạn xem để cho các chơi Domino thế nào. Nào, bây giờ các em xem cái này. Đấy, rồi. Rồi. Xếp thật dài rồi. Xếp thật dài cho anh. Xếp cả mảnh cho anh. Đấy nha. Để cho nó đẹp. Các em thích hình gì thì các em xem. Còn các bạn thì muốn order ở chỗ này những cái món Domino này thì chỉ các bạn chỉ cần vào shop Bé Zin thôi thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều món đồ chơi cho trẻ em nha các bạn. Rồi, thế đó. Thôi xem về cái cũng được rồi. Bây giờ em làm đổ cái này đi. Úi giời ơi, đẹp không? Đấy, trò chơi Domino cũng khá là đơn giản đấy thôi. Rồi, bây giờ mấy đứa thích sao lắp cái gì lắp đi. Lắp con nhà. Ừ. Nó xếp hợp, ý anh là lắp kiểu chơi Domino ấy, chứ không phải là chơi kiểu như thế nha. Đây, làm như này như đấy. Nào, con Thỏ đồ đi nào. Ồ, con Thỏ xếp chưa đúng rồi. Phải đổ một lượt hết luôn cơ thì mới là đúng. Con Thỏ xếp lại đi. Xếp lại cả. Các bạn ấy xếp thẳng nhé, chứ chờ Domino không xếp không ấy không chéo hay là đủ quay bên phải bên trái được đâu các bạn ạ. Ừ, như cái mảnh gỗ to về mình cũng sẽ lắp luôn các bạn ạ. Sẽ lắp theo. Nào, bây giờ ba đứa là thích xếp một đứa một hình hay là ba đứa cùng nhau kết hợp xếp một hình nào? Nào anh Bốp, leader nè. Nó rất hay em nè. Bây giờ là thi đấu hay là xếp cùng nào? Thi đấu. Nãy giờ chỉ có 2 bộ thôi. Không, 2 bộ nhưng mà xếp được rất nhiều đấy. 1 bộ để ra cho mới chơi. Hay bây giờ lại thi đấu tiếp nhá. 3 người xếp 3 hình khác nhau. Sang ai sẽ là người sang là chấm điểm với nhau. 100 điểm. Bắt đầu nhá. Nhưng mà các bạn cũng có thể làm cho nó chậm thiếu. Ok, mình và Thỏ
và mình sẽ cùng nhau thắt đồ với nhau xem ai sẽ làm cho nó đổ sẽ đẹp hơn nha các bạn. À, để chúng lấy đồng hồ thì bấm giờ nha. Mấy giờ kém rồi. Mình ra một hình chữ T. Xếp một hình cong vào hình chữ T. Hình cong. Mình xếp hình ngay ngang. Hình chữ T. Hình chữ dài. Thời gian bắt đầu thi đấu là 5 phút. Chương trình bắt đồng hồ nhá, bắt đầu nhá. Chủ đề bắt đầu, tất cả là đi xếp lại là đổ xếp lại nào, bỏ đi mình nào, xếp lại nào, chia ra làm 3 mô, mỗi người một mô sản phẩm, bốp ra đổ đi, xếp lại cho 3 người, bắt đầu từ đầu nào. Rồi bắt đầu nhá, 1 2 3 bắt đầu. 60 phút rưỡi rưỡi sẽ toàn xanh. Cho mình nhận 17 giây, 18 giây rồi. 19 giây rồi. 20 giây rồi. Đây là cái gì? Đây là một món hàng mới chuẩn bị được chuyển đến kho của Brazil. Ca. Ca Việt Nam. Dạo này em uống coca nhiều quá, nhiều quá nên là em thích coca luôn. Ồ, sao đổ nhiều thế, sao em Minh em Thỏ bị đổ nhiều kia thua bây giờ, còn 1 phút rồi, 1 phút 4 giây rồi. Đúng đến 5 phút là bắt đầu chú bấm kết thúc nhá. Ai mà bị đổ rồi thua coi như không điểm nhá. Thỏ kìa, bạn Thỏ kìa. Bạn Thỏ đổ rồi kìa, xếp lại đi kìa, xếp lại từ đầu đi kìa. Nhìn anh Binh với anh Bốp học kìa. Không làm đổ, khi nào mà chú đến 5 phút bắt đầu chú mình bấm kết thúc thì bắt đầu mới được làm đổ. Ai mà đổ hết thì có nghĩa là người sẽ thành công. Ai mà đổ mà không hết, gián đoạn sẽ bị trừ điểm. Hai người biết em Bình chú ý nhá, xếp cho đoạn kia hơi thừa đấy, không biết là có đổ không. Em Bình kìa, em Bình chú ý kìa, nhìn thấy chưa? Thì chỗ trống nhiều quá kìa. Ừ, chỗ trống nhiều quá nhiều khi đổ. Em Bình xếp có một chỗ bị thừa này. Còn mấy phút nữa này. Mình sẽ xếp hình cây trống. Xếp hình một cái móc như kiểu. 2 phút 23 giây rồi. Còn 2 phút nữa thôi. Phút nữa. Hơn 2 phút nữa thôi. Xếp hình cái chân à? Xếp cái chân này. Mình xếp một cái tim á. Nhưng mà rồi cái chân à, anh Bốp xếp hình trái tim đẹp đấy. Mình xếp hình gì đây? Mình đang xếp hình gì đây? Xếp hình trống. Hả? Xếp hình gì? Chữ gì? N. N á? Không giống lắm. Xếp anh Bốp xem rồi à? Rồi anh Bốp xem rồi thì anh Bốp có thể đi trợ giúp em Minh. Chưa xong, còn thời gian còn 5 phút. Nhìn em Minh có chỗ nào sai chưa? Giúp em Minh à? Chú nhìn thấy anh em Minh có một chỗ này nó hơi rộng, khả năng là không đổ được hết. Em Thỏ nó xếp cái gì kia? Em Thỏ như là chưa biết chơi domino rồi. Em Thỏ chưa biết chơi. Không sao Thỏ, ta sẽ dạy lại. Tí nữa anh Bốp chơi đinh lại cho em Thỏ nhé. Cho bao nhiêu giờ rồi? 3 phút 53 54. Còn 1 phút nữa thôi. Mình, đây này sắp bây giờ rồi kìa Minh kìa.
còn một phút nữa thôi. Đâu một phút đâu, một phút đâu, một phút đâu. Yeah, một phút nữa thôi, mình mới lên lên. Bây giờ lắp cái gì nhỏ nhỏ? Đây này, còn 1 phút thôi. Anh bố hỗ trợ em Minh nè. Đây là anh lắp cho anh. Anh lắp hình chữ O. Để em cho nó đơn giản. Nó nhìn cái hình chữ. Chữ anh sẽ lắp cho em một cái chữ C. Còn 20 giây. Đến bắt. Lên số mấy rồi? Em mình chưa chú ý anh Bob nhá. Lên số mấy rồi hết á? Lần sau là sếp đổ cái này là sẽ bị trừ điểm đấy. Nghiêm thỏ kia là chưa học luật chơi kìa. Phạm vi phạm luật chơi rồi kìa, sếp không đúng domino kìa. Tí ra anh Bob phải dạy ra em thỏ nhá. Sếp là gì đấy? Sếp một tí thì sẽ... Hết giờ, quá 5 giây rồi, dừng. Thì sao nó chỉ ra chữ cờ rồi. Nào, thôi bây giờ tất cả ba đứa tập trung vào để xem sản phẩm của anh Bob. Nào, ba đứa chụm đầu vào nào, em thỏ. Bắt đầu đổ đồ thử nhá. Ok, thành công, đổ hết sạch rồi. Em thỏ đổ lốt nào. Đổ thành cây trước đâu, đúng rồi á. Em thỏ nó không đổ hết này. Đấy. Nói chung là ai thắng. Nói chung trò chơi này là em thỏ với cả em Minh là chưa học được, chưa biết được cách chơi. Ok. Đó, em Bob dẫn em Minh thỏ lên lần sau chơi như nào nào. Trận đấu của mình toán mình đã đến đây và đã kết thúc rồi nha các bạn. Bây giờ dù gì thì video cũng đến đây cũng là kết thúc rồi. Nên mình cảm ơn các bạn đã cùng nhau cái nút like để cho tụi mình có nhiều động lực hơn và bấm vào và đục cái nút subscribe. Nên các bạn muốn có những món đồ chơi khác như là Lego cho trẻ em khổng lồ này thì các bạn hãy đục nát cái nút subscribe và like một lần nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn đi nào. Tạm biệt các bạn. Ok.